出了咱们家了。
讲呢？好了，你这个。
Đây sao vậy lại? Từ khoảng 2-3 con đến 3 con. Cái bán cân bao nhiêu này? Cân lấy cho 5 6 lạng. Cân 50 nghìn này. Lấy cho 2 con to này xem. Ghép ấy. Năm mươi nghìn này, rồi 30 nghìn. Lấy thêm con nữa đi, to đi, con bé bé à? Cái con này. Rồi 50. Từ này thôi, còn bao nhiêu nhỉ? 40. Bán nha. Bán cái lấy đâu anh? Túi à? Con này bao tiền đấy? Tay bắt à? Đây hai con, ba con. Bao nhiêu tiền? Có cơ hội từ phía mà ý đó là im hồ sơ rồi chắc tao kẹt dần chưa mình nhắm đánh mình đó cháu cắm mình tao kẹt chắn mình đó điện mà tao chưa tao cũng quân tao mà nó mình không quân bắn cũng mà á sẽ hốt tiếp mẹ này thế là không
tôi đi nấu nước rồi. Thôi 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 thô